Thưa quý vị, với mức tăng trưởng 6,93%, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN 6. Trên cơ sở này, HSBC dự báo Việt Nam sẽ có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2024. Tính đến hiện tại, thì các nước trong khu vực ASEAN 6 bao gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines đã công bố kết quả tăng trưởng GDP quý 2. Việt Nam đã vươn lên để trở thành nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực với mức tăng 6,93%. Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Philippines và Malaysia với GDP lần lượt tăng 6,3% và 5,9%. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã vượt xa các kỳ vọng trước đó và cao hơn kịch bản điều hành của chính phủ trong quý 2. Kết quả này cũng được phản ánh qua tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ của quý 2 đạt 15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được dẫn dắt bởi mảng điện tử. Ngoài ra, tăng trưởng được hỗ trợ bởi các biện pháp tài khoá như việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng, các nỗ lực để thực hiện tốt hơn đầu tư công.